Bạn đang nghe từ Phonos Những nhà tư tưởng lớn Heidegger trong 60 phút Tác giả Walter Ziegler Chủ trương vài hiệu đính Lưu Hồng Khanh và Bùi Văn Nam Sơn Người dịch Tô Tuấn Lưu Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Lưu Hồng Khanh Văn Lang lưu ý dành cho thính giả tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của Heide edger để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này để biết thêm thông tin chi tiết mời bạn xem mục tài liệu tham khảo được đính kèm trên ứng dụng lời giới thiệu Dasein luôn tự hiểu từ sự hiện hữu của chính mình, nghĩa là từ khả thể có thể là chính mình hay không là chính mình. Nói thêm, Dasein là thuật ngữ riêng của Martin Heidegger, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1889, mất ngày 26 tháng 5 năm 1976. Để chỉ con người hiểu như hiện thể người, tức tồn tại người đang hiện hữu. Quay trở lại nội dung chính. Vào cuối năm 2017, đầu năm 2018, chúng tôi gặp thấy trên thị trường sách ở Đức một bộ sách mang tên Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút, Russerdenker in 60 Minuten, do tiến sĩ Walter Ziegler biên soạn. Đây là bộ sách về các triết gia lớn trên thế giới, được trình bày ngắn gọn, cơ bản, xúc tích, đầy đủ nhưng dễ hiểu và ứng dụng cho các câu hỏi của con người thời đại. Có thể chỉ cần 60 phút để đọc hết tập sách dài khoảng trên dưới 100 trang. Với cỡ chữ to và nhiều hình ảnh về nhà tư tưởng đang được bàn đến cùng với những lời trích dẫn của nhà tư tưởng đó. Quả thật, chỉ riêng về một chiếc gia với hàng chục hay hàng trăm tác phẩm và tư liệu rất phức tạp trong tư tưởng cũng đã là một khó khăn cực lớn cho người đọc làm sao ta có thể quán xuyến thấu triệt toàn bộ tư tưởng của một triết gia như thế? Nói gì đến hàng chục triết gia quan trọng khác trong tổng thể lịch sử triết học thế giới? Doạn giả Walter Ziegler, rất khiêm tốn và đầy thịnh tình trong giao tiếp, đã chứng tỏ sự thành công của ông trong công việc tổng hợp này. Ông đã đúc kết cống hiến cho bạn đọc những tư tưởng nong cốt của từng triết gia. Hơn nữa, trên cơ sở toàn bộ các lời trích dẫn đã để cho các triết gia trực tiếp nói chuyện với bạn đọc thay vì soạn giả nói về các triết gia. Vào thời điểm cuối tháng 10 năm 2019, có 20 triết gia đã được in, hai triết gia được thông báo sắp xuất bản và hai nhà tư tưởng lớn châu Á như một thách thức lớn dự kiến cũng sẽ đưa vào bộ sách này. Trong email của tác giả ngày 5 tháng 3 năm 2019 gửi cho người viết lời giới thiệu này, ông cho biết. Các triết gia đã in gồm Adorno, Akrant, Camus, Foucault, Freud, Habermas, Hegel, Heidegger, Hobbes, Kant, Marx, Nietzsche, Platon, Popperose, Crusoe, Sask, Schopenhauer, Smith, Wittgenstein. Các triết gia sắp xuất bản gồm Bacon, Descartes. Hai nhà tư tưởng lớn châu Á là Đức Phật và Khổng Tử bố cục mỗi tập sách gồm ba phần phần một khám phá lớn của triết gia phần hai tư tưởng cốt lõi của triết gia phần ba phát kiến của triết gia có ích gì cho chúng ta ngày nay như độc giả có thể nhận thấy cấu trúc ba bước đi suy tư này của soạn giả ziegler xem thật đơn giản nhưng lại mang một tầm mức sư phạm rất cao đánh dấu một tư duy sáng tạo tìm cách phát minh những điều mới lạ, từ đó khai triển những suy tư cốt lõi cơ bản, nhưng không dừng lại ở đây để ghi nhận, chiêm ngắm hay liệt kê trích dẫn như trong một số chương trình giáo dục và đào tạo truyền thống, nhưng tìm cách ứng dụng một cách sáng tạo cho độc giả, cho chúng ta, cho con người ngày hôm nay. Bộ sách những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút này đã được đón nhận với rất nhiều thiện cảm tại nước Đức, nơi bản gốc được xuất bản cũng đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhờ vậy mà hàng nghìn người trên thế giới nay có cơ hội tiếp cận được những tập sách quý này. Bởi theo phản ánh của công luận, điều mà thế giới đang cần đó là nhiều triết học hơn nữa. Và đó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi sớm truyền tải bộ sách này đến quý độc giả ở Việt Nam. Thêm đôi dòng về soạn giả Walter Ziegler, ông tốt nghiệp các khoa triết học, lịch sử, chính trị, làm nghề nhà báo trong nước ngoài nước giảng viên huấn luyện các nhà báo trẻ đồng thời cũng là tác giả nhiều tác phẩm triết học là một nhà báo thâm niên ông đã thành công trong việc trình bày những kiến thức phức tạp của các triết gia lớn một cách hấp dẫn và dễ hiểu chúc quý độc giả nhiều niềm vui và nhiều hưng phấn trong suy tư và sáng tạo chủ trương biên dịch tiến sĩ lưu hồng khanh khám phá lớn của hyde edgar ai quan tâm đến triết học sẽ không tránh được martin hyde edgar triết gia về sự tồn tại sẽ rất hữu ích khi đọc các tác phẩm của ông sau đó ta có thể kinh ghét phê phán hay ca ngợi tác giả như một trong những bộ óc thiên tài nhất của thế kỷ 20. Hiếm nhà tư tưởng nào lại được cảm nhận khác biệt đến như Heidegger. Nhưng kỳ cùng, dù mỗi người đánh giá thế nào đi nữa, thì đọc tư tưởng của ông vẫn làm cho tư tưởng ta phong phú hơn. Năm 1930, Heidegger công bố tuyệt tác 400 trang Tồn tại và Thời gian của mình mặc dù ngôn ngữ rất mới mẻ và độc đáo hay cũng chính nhờ thế cuốn sách đã trở thành một tác phẩm hàng đầu quốc tế cho đến nay hyde Edgar cùng với sask vẫn thuộc vào những đại biểu quan trọng nhất của triết học hiện sinh đáng chú ý tác giả tự gọi triết lý của mình là hữu thể học nền tảng vì ông muốn lý giải nền móng sâu nhất của con người trên đường tìm hiểu thế giới theo đó chẳng hạn động vật học không phải là hữu thể học nền tảng mà chỉ là một môn hữu thể học riêng lẻ tức là logic hay học thuyết về động vật địa lý học là logic về địa cầu sinh học là logic về sinh thể tức về sự sống xã hội học là logic về xã hội mỗi môn chỉ nghiên cứu về logic nơi một phần phạm vi của sự tồn tại vì thế các khoa học này chỉ là hữu thể học riêng lẻ nghĩa là một môn học về một mảng nào đó của sự tồn tại các môn ấy phát biểu về việc động vật quả đất thế giới sinh thể hay xã hội cấu tạo ra sao và tuân thủ các quy luật nào thế nhưng theo heidegger thì mọi hữu thể học riêng lẻ này trên đường truy tìm sự thật đều tiền giả định một cái gì đó có tính nền tảng nhưng lại chưa hề được nghiên cứu đó chính là về câu hỏi liệu khả năng của con người có thể tìm tòi và thấu hiểu được bất cứ điều gì hay không? Vì thế, qua hữu thể học nền tảng, ông đã phân tích các phương cách cơ bản xem con người khi sống trong thế giới làm thế nào hiểu ra cũng như chi giác được nó. Vượt trên các khoa học riêng lẻ, tác giả chú tâm đến ý nghĩa cơ bản của cuộc sống, xét như cái toàn bộ. Cho nên, câu hỏi trung tâm của ông là ý nghĩa của tồn tại là gì? Nhưng khi ta đặt câu hỏi về ý nghĩa của tồn tại và qua đó, về ý nghĩa của cuộc sống, thì theo Heidegger, ta thoạt tiên phải tìm hiểu xem ai là kẻ đặt câu hỏi lạ lẫm như thế. Kẻ đặt câu hỏi chính là bản thân con người, mà ông cũng gọi là Dasein hay hiện thể người. Theo đó, việc triển khai câu hỏi về tồn tại là soi sáng một cái tồn tại, tức là chủ thể đặt câu hỏi trong sự tồn tại của chính mình. Cái tồn tại ấy, trước sau luôn là chính ta và bên cạnh những khả năng khác có khả năng đặt câu hỏi về tồn tại nên về thuật ngữ ta gọi là Dasein. Vậy khi muốn trả lời được câu hỏi triết học về ý nghĩa cuộc sống, ta thoạt đầu không tránh khỏi việc tìm hiểu con người hay như cách nói của Heidegger, tìm hiểu Dasein. Dasein là sinh vật duy nhất đang tồn tại trong thế giới mà có thể và phải đặt ra câu hỏi ấy. Có nghĩa là ta phải tìm hiểu chính ta, bởi vì khác với hòn đá chẳng hạn, Dazai vẫn luôn muốn mang đến một ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Hide Edgar nói thế này. in là một cái tồn tại mà sự quan tâm chính là đến bản thân mình trong sự tồn tại của mình. Haidtaker muốn nói gì qua phần đầu của câu với những từ ngữ lạ lẫm? Dasein là một cái tồn tại. Ông chỉ đơn giản nói rằng hiện thể người là một cái tồn tại, giống như hòn đá cũng là một cái tồn tại, bởi vì giống hệt như hòn đá, hiện thể người hiện diện trên thế giới như một vật thể có đó với chân, tay, đầu, bụng. Vì thế hòn đá và con người đều là những cái tồn tại. Nhưng ngược với việc hòn đá chỉ là một cái tồn tại trong nghĩa của sự có đó, con người lại chú tâm muốn hiểu được sự tồn tại của chính mình. Khác với hòn đá, con người lo toan cho sự sống của bản thân. Ta có thể giản dị chuyển câu của Heidegger. Dasein là một cái tồn tại mà sự quan tâm chính là đến bản thân mình, thành con người là một sinh vật mà khi sống quan tâm đến chính mình như thế điểm xuất phát của Heidegger đã rõ ràng để trả lời được câu hỏi lớn về ý nghĩa của tồn tại ông bắt đầu khảo sát cách hiểu thông thường của con người về tồn tại theo Heidegger chính qua những ứng xử đời thường ta có thể biết được nhiều điều về cấu trúc và cách vận hành của cuộc sống con người tính đời thường không đồng nghĩa với tính thô thiển. Đúng hơn, tính đời thường là một thể cách tồn tại của đa giai in. Khi và chính là khi đa giai in sinh hoạt trong một nền văn hóa phát triển cao và nhiều sắc thái. Trong đời thường, mỗi khi ta nói chữ là hoặc thì hay nghĩ đến là hoặc thì, ta luôn thành công trong việc đem đến cho các sự vật hay cho bản thân một ý nghĩa nào đó. Tức là mọi con người chúng ta đều đã sẵn có một cách hiểu biết nào đó về tồn tại và hành xử một cách thông hiểu trong thế giới chúng ta nói những câu thí dụ như xe buýt thì chạy mất rồi suốt ngày thì mưa dầm tôi thì buồn bực thế giới là bất công hoặc thế giới thì bất công chữ là hoặc thì thoạt đầu như có vẻ vô hại và không quan trọng gì lắm nhưng nơi hyde edgar lại là khởi điểm của một phân tích thâm sâu về toàn bộ cuộc sống của con người theo ông cách nói đời thường chứa là hoặc thì cũng như việc sử dụng từ là hay tồn tại đã cho thấy điều gì đó rất đặc biệt đó là sự kiện ta qua mỗi giây phút đều diễn giải thế giới bằng cách này hay cách khác là hoặc thì hay tồn tại được sử dụng trong mọi nhận thức mọi phát biểu trong từng ứng xử với những cái đang tồn tại và các bày tỏ ấy đều đương nhiên dễ hiểu. Ai cũng hiểu bầu trời thì xanh hoặc bầu trời là xanh. Tôi thì mừng, vân vân. Nội việc dễ hiểu tầm tầm như thế cho thấy rõ rằng chúng ta luôn sống trong sự hiểu biết về tồn tại nhưng ý nghĩa của tồn tại đồng thời lại bị một màn đen che phủ. Heidegger muốn nói gì ở đây vậy ý rằng một mặt mỗi khi nói là hoặc thì dù có soàng sĩnh đến đâu đi nữa như trời thì xanh hoặc trời là xanh người ấy thì đang vui hay vũ trụ thì vô tận hoặc vũ trụ là vô tận con người rất tự nhiên gán cho những sự vật chung quanh một nội dung hay ý nghĩa như quy sắc xanh cho bầu trời nỗi vui cho chính mình sự vô tận cho vũ trụ vân vân. Đồng thời mặt khác, ý nghĩa của cuộc sống như cái toàn thể, tức là ý nghĩa của tồn tại lại nằm trong bóng tối. Do đó, mức hiểu biết hàng ngày về tồn tại chỉ là một hướng dẫn tiên khởi, một loại dấu hiệu cũng như là khởi điểm dẫn đến việc trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa của tồn tại. Sự hiểu biết của con người về tồn tại gồm có gì? Mỗi người trong chúng ta đều có hiểu biết riêng biệt về tồn tại chăng phải chăng mỗi người diễn giải thế giới theo cách của mình chúng ta sắp xếp thế giới thế nào và nhất là liệu chúng ta kỳ cùng có thể thật sự nắm bắt được ý nghĩa của tồn tại như một cái toàn bộ từ những diễn giải riêng lẻ trong đời thường như thế hyde edgar quả đã tiến hành đúng như thế bắt đầu từ những mối liên kết nơi tự thân con người trong đời thường ông dần già từng bước nghiên cứu đa in qua cách phân tích hiện tượng học trên con đường ấy ông phát hiện một loạt những điều sẽ được đặt tên là những phổ sinh hay cấu trúc hiện sinh ông hiểu đó là những đặc điểm bản chất trực thuộc sự tồn tại của con người chúng đánh dấu cuộc sống của chúng ta một cách cơ bản và vì thế không thể chút bỏ được những điểm đó thật có chăng có thật là tất cả mọi người trên thế giới đều có chung một số đặc điểm và cấu trúc bản chất hyde edgar trả lời dứt khoát là có đọc luận giải hiện tượng học của tác giả về những cái phổ sinh chi phối toàn bộ cuộc sống con người ta thấy gay cấn không kém gì xem chuyện trinh thám khởi đầu từ khám phá rằng con người đã luôn nhận hiểu diễn giải và tự thích nghi với thế giới quanh mình hyde edgar Đề cập đến sự tồn tại trong thế giới hay sống ở đời của Dazai. Đặc điểm của sự tồn tại trong thế giới này là một nỗi lo toan bao trùm, đó là nỗi lo toan cho cuộc sống của bản thân. Cụ thể, mỗi con người đều phải lo toan cho miếng ăn, cho tiền bạc để trang trải sinh sống, hay cho sức khỏe bản thân, cả cho bạn bè, con cái cũng như họ hàng. Khi đề cập đến tính cách lo toan để sống còn của Dasein, tác giả không có ý nói đến hàng loạt những lo toan riêng lẻ mà muốn nói đến cái lo toan mang tính cấu trúc nơi đa nói chung phát sinh từ sự nhận biết về thân phận bị bỏ mặc trong thế giới từ quá khứ qua hiện tại cho đến tương lai và chính cái phổ sinh lo toan này buộc chúng ta phải liên tục đưa ra những quyết định cho quá khứ hiện tại và tương lai khi phải liên tục quyết định cho một khả thể nào đó và qua đó bị buộc phải bỏ qua các khả thể còn lại thực tế này ẩn chứa nguy cơ là chúng ta sẽ có thể quyết định sai lầm hyde edgar nêu lên một luận điểm khiêu khích rằng đa số con người bị lệch ý nghĩa cuộc đời mình và sống trong một thể cách không đích thực của đa dày ông vạch ra cho thấy thực tế là chúng ta chỉ theo thông lệ làm những gì tân kỳ và theo những gì người ta thường làm người ta đến trường Người ta vào đại học, người ta đi làm, người ta làm ra càng nhiều tiền càng tốt. Người ta đi nghỉ dưỡng, người ta chơi thể thao, người ta rời những việc chưa làm được sang lúc khác. Thay vì hiện thực hóa cuộc đời của bản thân, chúng ta lại đi trên những lối mòn của người khác. Thêm vào đó, Heidegger Edgar còn đưa chúng ta chạm chán với hiện thực của cái chết của chính mình mà chúng ta rất thích tàng lờ đi. Ông cũng đồng thời nêu các hướng dẫn cụ thể để ta có thể sống tích cực với cái chết. Một trong những điểm ấy là sự tự lực bình phục của Dazain khi nó mất đi sự an toàn của sự tồn tại và đứng trước cái hư vô. Công trình phân tích của tác giả về Dazain đến nay đã gần 100 năm nhưng sức lôi cuốn mãnh liệt của nó vẫn chẳng hề suy giảm. Cho đến ngày nay, những cấu trúc phổ sinh của Dazain mà heidegger đã đưa ra ánh sáng vẫn còn giá trị và đầy sức hấp dẫn chắc hẳn ít có ai khi đọc tồn tại và thời gian là tác phẩm quan trọng nhất của heidegger mà lại không tham chiếu những kinh nghiệm sống của mình với những cấu trúc mà tác giả đã phơi bày cũng như qua đó nhận ra được chính mình chẳng phải chỉ nhờ ngôn ngữ mạnh mẽ khác thường heidegger đã thành công khi lôi cuốn được các độc giả vào cơn lốc xoáy của công trình phân tích hiện sinh của mình tư tưởng cốt lõi của Heidegger sự tồn tại trong thế giới của con người Heidegger đã sử dụng một phương pháp mới trên đường tìm kiếm sự thật được đặt tên là hiện tượng học theo ông ta tuyệt đối không nên làm theo cách mà khoa học hiện đại thường áp dụng là chùm lên đối tượng được nghiên cứu một tập danh mục đầy những câu hỏi đã được soạn sẵn vì như thế ta chỉ nhận được những câu trả lời đã nằm sẵn trong nó. Nếu là một chiếc gia sáng suốt, ta phải vô tư, dứt bỏ các định kiến khi để cho các hiện tượng tác động lên mình. Theo lời tác giả là phải để cho cái đang tự biểu lộ, đúng như nó đang đích thân tự biểu lộ chính mình, được thấy hệt như nó tự biểu lộ. Qua phương pháp hiện tượng học tiếp thu từ tôn sư Husserl, tác giả đã đạt đến một cách nhìn mới và triệt để về con người. Trong khi những triết gia đi trước như Descartes hay Kant luôn luôn xuất phát từ luận điểm rằng con người và thế giới là hai đơn vị tách rời, thì Heidegger lại khẳng định, theo cách nhìn hiện tượng học, chúng chỉ là một. Sự tự chi giác và sự chi giác thế giới của ta nằm trong một liên kết không thể tách rời. Đúng là mỗi khi mở mắt ra, ta được kết nối ngay với một luồng ấn tượng và cảm giác. Như thế không phải là thoạt đầu có mặt một cái tôi tự thân như một chủ thể trừu tượng, rồi nghe chuông báo thức và sau đó mới xem mấy giờ rồi. Trái lại, cả cái tôi đang chi giác lẫn sự chi giác đều cùng có tính nguyên thủy như nhau. Mỗi khi ta hướng sự chăm chú của mình vào điều gì, thì bản thân ta đã ở ngay trong đó rồi. Vì theo Heidegger, khi chú tâm đến và nhận thức điều gì, Dasein không phải đại loại trước tiên đi ra khỏi cái lĩnh vực nội tại bị đóng hộp, mà vì thể cách tồn tại nguyên sơ của nó, nó luôn đã ở bên ngoài kia, ở nơi cái tồn tại đang gặp gỡ trong thế giới đã từng luôn được khai phá. Vì thế, Edgar không còn nói về phía bên này là con người chủ thể và bên kia là thế giới khách thể nữa, mà nói đến sự tồn tại trong thế giới qua đó tác giả muốn vượt bỏ sự tách rời chủ thể và khách thể của triết học từ trước đến nay mà theo ông là lầm lạc và giả tạo heidegger nhấn mạnh đã dành như là một tồn tại trong thế giới không những chỉ thông hiểu thế giới qua tư duy mà còn luôn được chuẩn chỉnh về mặt cảm xúc đúng là trong từng giây phút ta đều ở trong một tâm trạng nào đó Kant và triết học duy lý đã hoàn toàn bỏ sót thực tế này ta có khi thì vui vẻ kích động khi thì buồn chán có lúc lại căng thẳng lúc thì thoải mái khi khác thì lại nản lòng hay u uất ngay cả khi bản thân cảm thấy rỗng tuếch hay không còn tha thiết đến bất cứ điều gì nữa ta vẫn luôn nằm trong một tâm trạng nào đó qua tâm trạng hay theo lời heidegger qua cảnh trạng thế giới đã được khai phá trước bất kỳ nhận thức nào về nó. Việc các tâm trạng có thể bị tan vỡ và bị đảo ngược lại chỉ nói lên một điều là Dasein trước sau đã luôn được chuẩn chỉnh cho các tâm trạng. Tâm trạng cho thấy rằng ta đang thế nào và sẽ ra sao. Qua cái ta đang thế nào, chính việc mang tâm trạng đã đưa tồn tại, tức sign, đến cái tại đó, tức da, của mình như thế chúng ta chi giác thế giới nào là tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi người tùy theo tâm trạng một và chỉ cùng một sự thể lại có thể được chi giác hoàn toàn khác nhau thí dụ một con cáo đang sợ người thợ săn và phải ẩn núp trong hang dưới gốc cây sồi sẽ cảm nhận cây sồi khác hơn con chim gõ kiến đang xây tổ tít trên cao hay khác con sóc đang thích thú phóng từ cảnh này sang cảnh khác hay khác hơn đôi tình nhân đang hôn nhau dưới tán cây hay khác người thợ rừng đang phải vất vả đốn hạ cây này người nào đang mang tâm trạng u uất thường chỉ thấy tất cả đều mang màu xám cái tồn tại trong thế giới đầy buồn nản của người ấy sẽ làm anh ta thấy toàn bộ thế giới cũng như sự tồn tại trong đó của mình xuất hiện thật đen tối cũng như ngược lại người đang hương phấn sẽ nhìn cả thế giới qua cặp kính màu hồng sự tồn tại trong thế giới như là cảnh trạng ta thế nào? Trong đó, Dazai tự khám phá bản thân và khám phá thế giới, cả hai việc đều mang tính nguyên thủy như nhau, là hiện thực tối hậu của con người. Do đó, theo Heidegger, sự tồn tại trong thế giới là một phổ sinh, cũng giống như phổ sinh thứ hai sẽ được đề cập dưới đây, đó là tính cách lo toan của Dasein. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.